Giờ bà bao lành giờ. Có thể học đấy.
Anh chị Hiền à. À, bỏ nhậu rồi đó. Làm chi tà lắm nữa. À, thế gia đình của Nam Thảo này là không có đầy không? Em nè. Ủa đây nè. Ủa sao không hỏi? Dạ. Thế phân đoạn gia đình của Nam Thảo rồi giao đoạn ông chồng của bạn này đẩy bà mẹ đi. Đủ quyến á quá, giận động nhiều quá. Không ngờ là chồng với con có máu vậy luôn. Rồi hôm nay đoàn cũng có một số phần quà để gửi mọi người. Bây giờ mình cũng đã lỡ vô đây rồi thôi thì dạ cả nhà ơi, bây giờ mình chơi mini game để nhận quà nha. Hào hứng lên tí xíu nha. Trái tim nha cả nhà ơi. Trái tim lên đầu nào. Thank you.
lớn hơn với nhau nha. Đây giật cho, giật anh, giật cho, giật vô đấy, vô đấy. Cảm ơn nha, cái này là cái gì mà nhiều kỹ? Nước mát hả? Ô quá trời ơi đất luôn. Trời ơi. Trời ơi, ok được. Cái này tập tạ rồi. Máy này nha. Rồi, mở ông máy. Đẹp dưới chậm đó. Anh đừng quay này còn nghe. Thấy cảm giác như em ông cha mình có sự giao bày. Ủa thì con nhỏ cũng bắt hiếp tôi vậy thôi chứ nói gì vậy anh Tư? Tụi nó làm cái cảnh đáng thương hơn đây không? Không, tụi nhỏ anh Tư anh bắt hiếp em quen rồi vậy. Anh cho em ăn gì than rồi đó. Ra ăn than hay gì ăn thịt rồi. Chưa nên tới ngồi, em chưa ngồi. Em đúng nghĩa thủ đoạn luôn á. Em đúng thủ đoạn luôn á. Thôi giả bộ để em ngồi về để thấy người ta thương hại em. Cho ra người thủ đoạn giúp bạn đúng không? Cuối cùng mình quen lỗi hết là anh nè. Đúng rồi, anh không có lỗi mà. Anh luôn luôn có lỗi. Anh chắc tiếng cái này nha, mở nhạc vô. Anh giải thích bao nhiêu cũng vậy thôi. Để ép nhạc vô rồi, có cái gì đâu. Anh Tư đừng đứng lên, anh Tư ngồi xuống đi. Đừng đứng lên rồi. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả, các anh chị và các bạn đã ra rạp ủng hộ phim Một Điều Ước. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và cả nhà ơi, nhân dịp hôm nay ekip có buổi giao lưu với cả nhà thì cả nhà có thể cho ekip xin một tấm hình làm kỷ niệm được không ạ? Được không ạ? Cả nhà cho ekip xin tái tim nha. Mọi người lại chơi, mọi người lại chơi. Đâu rồi? Đi thôi. Rồi chị ba rồi xích rồi. Rồi xích rồi. Rồi. Chạy rồi, chạy rồi. Tiếp đâu ạ? Cao lực nhất. Thêm tấm nữa ạ. Một hai. Phòng bé. Ok ạ. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà nha. Chúc cho vui vẻ nha.
anh Dũng. Yeah.
chị nha. Đợi đó xíu. Đúng rồi. Dù con đã không lớn cuối phim, cảm ơn cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ chúng ta chơi game nhận quà nữa không á? Yeah. Rồi hiện tại giờ trên tay có anh em có rất là nhiều phần quà luôn. Đầu tiên là má hai đi nào. Trên tay của má hai là một cái áo thun với hình lập mặt mà đến từ của Thanh Linh. Các con ai trả lời được câu hỏi của má hai sẽ được cái áo thun này nha. Bây giờ bắt đầu câu hỏi nè. Chắc là coi xong rồi chứ không? Bây giờ hỏi cái đầu cho nó dễ chứ phút sau lỡ tụi con chưa biết. Bà hai làm bể cái gì ở nhà hai khôn? Con vậy là kỷ niệm chương của con cháu của anh cả. Đúng hay rồi. Quá bé ơi. Lên đây giúp anh. Dạ. Quân ơi, lên đây giúp anh. Này. Với mọi người, bà xã mình bên này chính thức mới xuất hiện. Đúng rồi. Ê, em kiếm đồng viên, có ai hỏi không? Con thầy Phú hỏi mọi người mình câu ạ. Trên tay thầy Phú đang là cái
em thường làm đến từ nhà IT ạ. Và câu hỏi của Thái Vũ là Huy đưa bà hai đi đâu sau khi ở cảnh ở ga tàu điện ạ? Đi đâu ạ? Rủ bà hai đi đâu ạ? Bất ngờ nè, anh Hải với Hà bất ngờ nè. Dạ, bất ngờ nha. Ôi trời ơi. Ủa vô thẳng luôn hả? Ủa sao kỳ vậy? Dạ, dạ mà một quá. Hai bạn dính nhau hả? Dạ đúng rồi. Dính nhau hả? Ủa có này là đấy. Mọi người. À không biết là mọi người có đang xem không ạ? À? Hay là mới vô? À chưa vô hả? Được rồi, không biết đâu từ cái nào bên kia bước qua cái dính cái nào bên đây liền. Hôm nay mở liền. Hôm nay Lê Hải bên nhà cùng với gia đình lật mặt một điều ước ghé qua Bà Rịa mình để nói lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đang nào ủng hộ bộ phim. Lê Hải xin thay mặt toàn bộ anh em ekip ở nhà và ở đây luôn cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn. À, thật sự đi từ nãy giờ thấy bà con Bà Rịa mình dễ thương lắm luôn á, ở đâu cũng sùng, ở đâu cũng sùng, cho một cái thấy lửa lên nữa nào. Yeah! Hay quá, ở đây có ai xem lần 2, lần 3 rồi chưa hả? Quá nhiều dữ vậy. Ở đây gia đình mình đi đông nhất là bao nhiêu người hả? Mọi người. Đâu 5 người đâu? Ai mới nói 10 người? 4, 5. 5 thành viên. Có một phần quà cho nhỏ cho 5 thành viên. Rồi có luôn. Ai trên ai gia đình mình trên 5 người. Ở gia đình mình đâu có 2 người à. Ở gia đình mình 7 người. Từ nhà này chợ sắp người dưới kia. Nào mấy người vậy nè. Rồi riêng ở đây thì Hải sẽ đặt một câu hỏi ai trả lời được thì Hải sẽ tặng một phần quà liền. Đố các bạn, mình tên là gì? Ủa cái này là hỏi là tặng không rồi anh. Bây giờ hỏi lại coi 1, 2, 3 giơ tay ra. Đố các bạn mình tên là gì? Rồi cảm ơn em. Dạ bên ngoài anh tên là Lý Hải, coi trong phim là Ba Diệu ạ. Ôi ôi em mà chị không? Dạ. Đây là cái áo lần mặt 7 nha, từ nhãn hiệu Khang Linh. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. À, nhưng mà em để dành đi năm sau rồi em mặc nha. Dạ. Mặc nó cũ. Cảm ơn. Liếp, liếp, liếp. Nhớ luôn, một người nhớ liếp luôn là ghê thiệt. À, ở đây là Bà Rịa đúng không ạ? Dạ. Chúng ta cùng hô to là Bà Rịa yêu một điều ước. Oh yeah. Ok. Ok. 3, 2, 1. Bà Rịa yêu một điều ước. Oh yeah. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi về nhà sớm. Nghe nói là ủng hộ với nhau. Ok. Ok. Thôi cũng chụp cho nó trời ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở đây là mình coi dưa hay là chuẩn bị? Dạ chuẩn bị coi à, mới chuẩn bị hả? À, cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho bầu nữ rất là nhiều, hy vọng là xem phim xong mọi người cảm thấy rất cảm thấy hài lòng thì có thể chia sẻ cảm xúc cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ ekip mình chụp hình hả? Cả nhà ơi, cho anh em ekip xin chụp một tấm hình nha. Sáng nay clip luôn nha, clip luôn hãy. Dạ. Dạ. Lên kêu anh em ơi. Cả nhà ơi cho xin một clip với cả nhà nha. Rồi cho ba, xin lỗi cho ba nha. Rồi vậy vậy chị. Vậy dọn đi. Qua xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.